Chào mừng quý vị bà con đến với chương trình Tôi Yêu Chợ Việt mùa thứ 9. Và hiện nay tôi đang đứng tại chợ Phong Châu, Phú Thọ. Và đứng bên cạnh tôi lúc này là anh Nam, phó ban quản lý chợ. Hôm nay thì khi bước vào chợ thì tôi thấy rất là nhiều sạp bán quần áo. Đấy. Nhưng mà đi ra phía sau này thì anh Nam có giới thiệu với tôi là ở đây thì có rất nhiều rau củ quả. Đấy. Và đặc biệt là có bán bánh sắn đúng không anh? Bánh sắn truyền thống của Phú Thọ. Bây giờ thì em nôn nóng quá, em chỉ muốn ăn thử xem là cái bánh sắn Phú Thọ nó khác ở nơi khác nó như thế nào anh nhé. Mời anh Thắng lại đây ăn thử bánh. Vâng ạ, mà ta đi thôi ạ. À, đến đây rồi ạ. Vâng, hay quá. Wow, em nhìn thấy rồi. Xin chào bà chủ. Thấy ô cốp ở đây rồi, ô cốp 3 sao, tức là những cái mặt hàng của địa phương đúng không ạ? Vâng. Bánh sắn ở nơi đây thì có cái điều gì đặc biệt thì xin mời bà chủ có thể giới thiệu cho thực khách cũng như là cho Quang Thắng được biết ạ. Xin giới thiệu với Quang Thắng là bánh sắn ở đây rất là đặc biệt, là người dân nơi đây là dùng bằng củ sắn tươi để làm trực tiếp luôn. Còn các nơi khác thì người ta sẽ làm bằng bột khô. Bánh sắn tươi thì ăn cái bánh sắn nó rất là mềm mát và nó không nóng cổ. Còn nếu ăn bột sắn khô thì nó còn nguyên chất của sắn. Thế cho nên nó có mùi vị hăng của sắn. Nghe bác chủ quán kể như thế, đâm ra Quang Thắng muốn ăn lắm rồi. Vâng, bây giờ thì bác thử cho Quang Thắng nếm thử một cái thế nào. Bà chủ quán bán bao nhiêu tiền một cái bánh sắn như thế này ạ? Bình thường thì là tôi bán là 5.000 một chiếc. Rồi. Mời quý vị và bà con ăn nếm thử cùng với Quang Thắng nhé. Đầu tiên thì Quang Thắng tưởng là bánh ngọt nhưng mà không phải, nó là bánh mặn đấy. Ngon quá. Là bánh sắn này thế nhưng mà mình bắt màu vào để cho nó đẹp hơn. À, nó bắt mắt hơn. À. Đấy, lá màu hay chưa? Đấy, như một bông hoa giữa có nhụy vàng. Vâng, bây giờ thì đã đến giờ ghi hình chương trình Tôi Yêu Chợ Việt rồi. Mời tất cả quý vị và bà con hãy về cổng chính của chợ để tham gia chương trình Tôi Yêu Chợ Việt. Chào mừng quý vị bà con đến với chương trình Tôi Yêu Chợ Việt mùa thứ 9. Chương trình Tôi Yêu Chợ Việt mùa thứ 9 do công ty truyền thông Big Vision phối hợp với báo Thanh Niên thực hiện. Trước hết chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới các nhãn hàng đã tài trợ cho chương trình. Nhãn hàng Cholimex Food thuộc công ty cổ phần thực phẩm Cholimex. Nhãn hàng bột trộn sẵn Mixco Hương Xưa thuộc công ty liên doanh bột quốc tế. Nhãn hàng Việt Coco tinh hoa dừa Việt thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến dừa Lương Cuối. Nhãn hàng tài trợ phụ, nhãn hàng găng tay cao su Hợp Thành nâng niu đôi tay bạn. Và bây giờ chúng tôi xin mời cả hai đội tiến về sân khấu. Mời hai đội. Bây giờ thì chúng tôi xin mời đội đỏ sẽ giới thiệu thành viên đội của mình. Xin mời. Alo, xin chào tất cả mọi người ạ. Tôi xin giới thiệu đội của chúng tôi gồm có 5 thành viên là 5 hộ kinh doanh trên tầng 2 của chợ Phong Châu. Tôi là Trần Thị Thu Dung, kinh doanh hàng quần áo trên tầng 2 của chợ. Xin chào tất cả mọi người nhé. Tôi tên là Vũ Thị Minh Hiệp, tôi kinh doanh tại tầng 2 của chợ thị trấn Bãi Bằng. Tôi kinh doanh quần áo may sẵn. Xin chào cả nhà, tôi tên là Bùi Thị Mùi, tôi kinh doanh quần áo nam nữ thời trang trẻ 4 mùa. Tôi xin chào tất cả mọi người, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Hương Đào. Xin tự giới thiệu, tôi là Lan Hương, tôi đang kinh doanh tại tầng 2 chợ Bãi Bằng. Bây giờ tên đội của mình như thế nào? Xin mời đội trưởng. Đội của chúng tôi là đội trẻ trung, năng động, sáng tạo. Có quyết thắng trong 3 vòng thi này không ạ?
chúng tôi sẽ chơi hết mình, nhưng mà vui là chính, còn giải thưởng có thì cũng tốt. Có càng tốt chứ ạ. Vâng. À, cảm ơn đội đỏ. Và bây giờ đến lượt đội xanh, xin mời. Xin kính chào tất cả mọi người có mặt trong trường quay hôm nay. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Thu Hằng, bán hàng ở tầng 1 chợ Bé Bằng và bán hàng tạp hóa. Xin chào mọi người, tôi là Nguyễn Thị Oanh, tôi bán hàng tại tầng 1 chợ Bé Bằng, tôi kinh doanh giày dép ạ. Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Kim Anh, tôi bán giày dép tại chợ Bãi Bàng ạ. Vâng, người tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Hồng Hoàng, bán thuốc tân dược tại tầng 1 chợ Bãi Bàng ạ. Tôi xin chào cả nhà, tôi là Thanh Nguyễn. Và đội xanh sẽ giới thiệu tên đội của mình là gì và câu slogan ra sao nhỉ? Tôi xin giới thiệu, đội của tôi là đội vui vẻ và vui vẻ, tự tin. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu tổ trọng tài của chúng tôi trong ngày hôm nay. Tôi xin trân trọng giới thiệu anh Vũ Việt Nam, đại diện nhãn hàng bột trộn sẵn Mico Hương Xưa. Anh Nguyễn Quang Phi, đại diện nhãn hàng Chole Make Food. Anh Hà Đức Tuyên, đại diện nhãn hàng Việt Coco Tinh Hoa Rửa Việt. Anh Nguyễn Hải Nam, đại diện nhãn hàng Găng Tay Cao Su Hợp Thành Nâng Niu Đôi Tay Bạn. Anh Nguyễn Văn Nam, phó ban quản lý chợ. Quý vị khán giả thân mến, tổ trọng tài chúng ta đã có, hai đội chơi đã sẵn sàng. Và bây giờ chúng ta còn chần chờ gì nữa, mời tất cả quý vị hãy bước vào game 1 của chương trình Tôi Yêu Chợ Việt mùa thứ 9. Hai đội chơi sẽ trải qua 3 vòng thi đấu với các trò chơi theo chủ đề, bao gồm trò chơi dân gian, trò chơi vận động. Số điểm chiến thắng tương ứng qua mỗi vòng là 100 điểm, 150 điểm và 200 điểm. Sau khi kết thúc 3 vòng chơi, đội nào có tổng số điểm cao hơn sẽ là đội chiến thắng chung cuộc và nhận được những phần thưởng hấp dẫn, bao gồm tiền mặt và quà tặng trị giá 10 triệu đồng. Đội thua sẽ nhận được phần thưởng là tiền mặt và quà tặng trị giá 5 triệu đồng. Ngoài ra, hai đội chơi còn được nhận thêm nhiều phần quà là sản phẩm đến từ nhà tài trợ nếu chiến thắng mỗi vòng thi. Ở vòng 1 này, hai đội sẽ cùng trải qua một thử thách. Đội chiến thắng sẽ nhận về 100 điểm. Chào mừng quý vị và con quay trở lại với chương trình Tôi Yêu Chợ Việt mùa thứ 9. Với game 1 này thì hai đội chơi phải có thử thách như sau. Từng người một lần lượt đi đôi dép chân vịt, sau đó bước qua đường trơn nhưng trên miệng ngậm quả bóng nước, về đến vạch đích thả bóng vào trong cái thùng nhựa, sau đó quay về lượt khác lên, cứ như thế đều đều trong vòng 5 phút, đội nào nhiều bóng hơn đội đó sẽ giành chiến thắng. Quý vị bà con cổ vũ nhiệt tình trong game này nào, cổ vũ cho cả hai đội nào, và nghe hiệu lệnh của tôi này. 3, 2, 1, bắt đầu! Đi 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 ngã vẫn đứng lên đi tiếp được, đừng quay về. Đội đỏ không được cầm bóng nước vào tay, đội đỏ bỏ tay ra. Từ từ để bạn về đã, mình hãy lên. Rồi, được rồi. Áo xanh lên, thả đi. Nhanh lên để cho người khác người ta còn đi. Hiện nay đội đỏ đang loay hoay, chưa có người nào thả được quả bóng vào trong thùng nhựa đây này. Đúng rồi. Rồi, quả bóng đầu tiên, tiếp theo, nhanh lên, thời gian chúng ta có hạn, nhanh. Nhanh lên. Đi nhanh lên. Đội đỏ là sắp bằng rồi này, đội đỏ sắp cân bằng rồi.
Rồi còn một bước nữa thôi. Đấy, chị áo đỏ đi rất khéo này. Nhìn người ta làm gì để mình cũng ngã theo. Tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi. Đi mé mé thôi, đi mé mé này thôi. Tiếp đi, tiếp đi. Thả bóng đi, xanh được thả bóng rồi, thả bóng đi, thả bóng đi. Nhanh lên, nhanh lên. Hay quá. Đấy, áo đỏ mà chơi thiện nghệ như thế chứ. Và hiện nay tôi thấy là đội đỏ đã vượt lên đội xanh rồi. Cố lên, cố lên. Bổ sung đường trơn nào. Rồi, rồi, rồi. Do chị ấy cắn nổ bong bóng ấy, răng thì sắc quá. Bây giờ đổi xanh đổi cho đỏ. Đỏ vẫn thả vào bên đỏ nhá, còn xanh vẫn thả bên xanh bên kia nhá. Bóng vỡ rồi mà. Rồi, được rồi, được rồi, thả đi. Đội xanh này bây giờ chơi trượt tuyết rồi đây này. Mời quý vị khán giả hãy đếm ngược cùng tôi nào. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Quý vị khán giả thấy sao ạ? Có vui không ạ? Vâng, vâng. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị hãy đếm số bóng của đội đỏ cùng tôi nhá. Ban tổ chức thì nói rằng là chỉ tính bóng còn nước, nhưng mà tôi thì ưu tiên bởi vì người ta ngã, răng người ta bập vào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 quả là số bóng lấy được của đội đỏ. Và bây giờ chúng ta sẽ đếm số bóng của đội xanh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 quả là số bóng của đội xanh. Vậy là đội nào thắng ạ? Vâng, chúc mừng đội đỏ thắng game 1. Bây giờ chúng tôi xin mời nhãn hàng bột trộn sẵn Bích Cô Hương xưa sẽ trao quà cho đội thắng game 1 vừa rồi. Xin mời. Một lần nữa xin cảm ơn nhãn hàng bột trộn sẵn Bích Cô Hương xưa đã trao quà cho đội thắng game 1. Và bây giờ xin mời tổ trọng tài chọn cho tôi một vị khán giả vỗ tay nhiệt tình nhất, hú hét to nhất trong game 1 vừa rồi. Xin mời.
Vâng, xin mời nhãn hàng Chulamic Food sẽ trao quà cho vị khán giả nhiệt tình. Cảm ơn nhãn hàng Chulamic Food đã trao quà cho vị khán giả vỗ tay nhiệt tình vừa rồi. Xin cảm ơn chị. Vì cuộc sống. Vợ ơi. Hả? Khoan, vợ ơi. Êm ái, chống trơn trượt, không ẩm ướt từ bên trong. Găng tay cao su hợp thành được sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc, chống dị ứng, không mẫn cảm với da tay. Găng tay cao su hợp thành nâng niu đôi tay bạn. Và ở vòng 2 này thì hai đội sẽ lần lượt trải qua hai thử thách khác nhau. Đội chiến thắng sẽ nhận về 150 điểm. Chào mừng quý vị và con quay trở lại với chương trình Tôi yêu chợ Việt mùa thứ 9. Với game 2 này chúng ta có hai thử thách. Thử thách đầu tiên thì ba người sẽ buộc vào nhau đi bằng 4 chân. Đấy, và di chuyển vào trong khu vực chợ có gắn lá cờ của chương trình. Chỗ nào có gắn lá cờ của chương trình thì quý vị tìm thấy hai quả mướp đắng, sau đó kẹp vào má. Ba người di chuyển thật nhanh về sân khấu, đội nào di chuyển về trước đội đó sẽ giành chiến thắng. Nhớ nhá, tuyệt đối không được dùng tay. Nếu quả mướp đắng mà có rơi xuống thì có thể có quyền nhặt lên lại đặt vào má, di chuyển tiếp về sân khấu. Rõ chưa? Hai đội đã rõ. 3 2 1 đi đi, nhanh lên nhanh lên. Mời hai người còn lại quay về truyền hình cổ vũ cho đội của mình. Nhanh lên. Mời qua đây, nhìn màn hình cổ vũ cho đồng đội của mình. Tôi thấy đội đỏ đang dẫn trước kìa, đội xanh mà không bứt phá lên là thua đấy. Đội xanh nhanh lên, bước đi nhanh lên, đội đỏ cố gắng lên. Về đích đi. Đề nghị đội đỏ bỏ tay ở má ra nhá. Qua game 1 vừa rồi thì chúng ta đã thấy đội đỏ chơi rất cố gắng và đã giành chiến thắng rồi. Còn bây giờ mà đội xanh không cố gắng lên thì không đuổi kịp đội đỏ đâu. Đề nghị hai đội về vị trí nào. Đón đồng đội của mình về nào.
đội xanh vừa đi vừa nói chuyện riêng thế kia thì đến bao giờ mới về được. Rồi, chúc mừng đội đỏ. Đội xanh hình như bỏ cuộc rồi, đứng ấy cười rồi. Thôi, cầm quả mướp đắng về đây. Đội đỏ chúng ta chơi rất xuất sắc đúng không ạ? Chúc mừng đội đỏ một lần nữa. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng 2 của game 2. Luật chơi như sau, chúng tôi sẽ có 3 lượt thổi, 2 người cùng thổi quả bóng bàn. Đội xanh thổi chéo sang bên này, đội đỏ thổi chéo sang bên đội xanh. Bao giờ thổi được quả bóng bàn vào chính ô giữa thì được tính 1 điểm và cầm quả bóng bàn đó đặt vào trong đĩa. Sau đó 2 người khác lại tiếp theo thổi một quả bóng bàn tiếp theo và có 3 lượt thổi như vậy. Rõ chưa? 3, 2, 1, bắt đầu! Nhanh, nhanh, nhanh! Tiếp theo! Nhanh, nhanh, nhanh! Tôi thấy là đội xanh nhá, có cả gẩy tay nữa. Đấy, tha cả vạch tích của người ta đi kìa. Rồi, đội xanh, đội đỏ dừng lại. Quý vị khán giả thân mến, quý vị thấy đội xanh chơi thế nào ạ? Quyết liệt không? Quyết liệt đúng không? Đội đỏ chơi thế nào? Không quyết liệt à? Có quyết liệt nhưng mà chậm hơn đội xanh một nhịp đúng không ạ? Và đội xanh đã có 3 quả bóng ở trong đĩa rồi. Còn đội đỏ mới chỉ có 2 quả bóng thôi. Vậy là với phần 2 của game 2, chúc mừng đội xanh. Vậy là game 2 của chúng ta đang hòa 1 đều. Vậy là chúng ta phải chơi một lượt nữa để phân thua thắng bại trong game 2 này. Bây giờ xin mời đội đỏ sẽ cử ra 2 người chơi cừ khôi nhất và đội xanh cử ra 2 người chơi cừ nhất. Rồi, bây giờ chúng ta đặt bóng vào vị trí nào? Một lượt thôi, lượt này là lượt quyết định đội nào sẽ thắng cuộc trong đội lần này nha. Và mời quý khán giả hãy đếm cùng tôi nào. 3, 2, 1, bắt đầu. Xanh ơi, cố lên, xanh ơi, cố lên. Đấy, lại còn vỗ mông người ta đấy. Rồi, đội xanh giành chiến thắng rồi. Quý vị khán giả thân mến, qua 3 vòng thi và một lượt chơi rất là quyết liệt thì đội xanh đã giành chiến thắng. Vậy là chúng ta quyết định đội xanh chiến thắng giòn giã ở game 2. Chúc mừng đội xanh. Sau đây chúng tôi xin mời nhãn hàng Việt Coco Tinh Hoa Dừa Việt sẽ lên trao quà cho đội thắng cuộc game 2 vừa rồi. Xin mời. Xong rồi, đúng rồi, được rồi.
Một lần nữa xin cảm ơn nhãn hàng Việt Coco Tinh Hoa Dừa Việt đã tặng quà cho đội thắng game 2 vừa rồi. Xin cảm ơn rất nhiều. Sau đây xin mời nhãn hàng găng tay cao su Hợp Thành sẽ chọn một vị khán giả. Đại diện cho tổ trọng tài, tôi xin chọn cô mặc áo màu xám, đang đội nón. Như này mà gọi bằng cô. Chị thôi. Xin mời nhãn hàng găng tay cao su Hợp Thành sẽ tặng quà cho vị khán giả vỗ tay rất nhiệt tình vừa rồi. Cảm ơn nhãn hàng găng tay cao su Hợp Thành. Bây giờ có những cánh tay giơ lên, chúng tôi mời vào đây chơi phần chơi dành cho quý vị để nhận những phần quà đặc biệt. Xin mời. Quý vị khán giả thân mến, phần chơi này dành cho chính quý vị khán giả có tên gọi là thổi bóng cho khéo. Và ở đây chúng tôi có 4 chiếc găng tay y tế. Chúng tôi có 2 phút để dành cho 4 người cùng thổi. Găng tay nào mà thổi to nhất, người đó sẽ giành chiến thắng. Bắt đầu, đặt găng tay lên miệng ạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Chúng ta đã tìm thấy 2 người thắng cuộc đúng không ạ? Và cảm ơn 2 bạn. Sau đây chúng tôi xin mời nhãn hàng găng tay cao su Hợp Thành và nhãn hàng Chule Make Food sẽ trao quà cho 2 vị khán giả. Tặng em. Tặng em. Quý khán giả thân mến, sau đây chúng ta sẽ bước vào game 3 của chương trình Tôi Yêu Chợ Việt mùa thứ 9. Hương xưa như ý cho ta bột chiên giòn thiệt ngon, em chiên món gì cũng nóng cũng ngon cũng giòn. Này em ơi hay mà mua liền bột chiên của Hương xưa, cả nhà thích lắm nha bà xã. Giòn giòn quá ngon. Chiên giòn Hương xưa sản xuất theo công nghệ và chất lượng Nhật Bản. Sữa chua Việt Coco Super Siêu, xanh 180ml, siêu tiện vừa vặn một lần uống. Giá siêu ưng, vừa tiết kiệm vừa chuẩn năm không. Giàu khoáng chất, axit lauric và canxi giúp bé chắc xương và tăng đề kháng vượt trội. Chọn sữa chua Việt Coco 180ml, bé khỏe, mẹ vui. Ở vòng 3 này, hai đội sẽ được thử thách với phần live stream giả định. Đây là phần chơi giúp các tiểu thương ở chợ truyền thống tiếp cận với cách bán hàng hiện đại. Để từ đó, các tiểu thương sẽ được làm quen với cách live stream, bắt kịp với xu hướng. Chào mừng quý vị bà con quay trở lại với chương trình Tôi Yêu Chợ Việt mùa thứ 9. Quý vị bà con thân mến, bước vào game 3 của chương trình Tôi Yêu Chợ Việt mùa thứ 9 thì chúng ta sẽ có những thử thách như sau. Ở đây chúng ta sẽ có 2 người được cử ra để live stream trực tiếp. Và ở trên kệ thì có rất nhiều sản phẩm của các nhãn hàng ra tài trợ. Đội nào bán số tiền được nhiều nhất, đội đó sẽ giành chiến thắng. Và bây giờ đội nào sẽ là người chơi trước? Đội xanh, người live stream trước. Vâng, xin mời đội xanh vào vị trí. Đội đỏ đứng sang bên kia. 5 phút bán hàng live stream dành cho đội xanh. 3, 2, 1, bắt đầu. Xin chào tất cả mọi người đã đến với phiên live stream ngày hôm nay. Hôm nay của ở phiên chợ Việt này, mọi người sẽ được ưu đãi rất là nhiều với những mặt hàng, những sản phẩm. Sản phẩm của chúng tôi đó là mì sợi tươi, đang có khuyến mại rất là đặc biệt. 40.000 một gói, mua một thùng thì sẽ được là 120.000 một thùng. Và đây là dầu dừa dưỡng tóc, dưỡng da và
đẹp và đã được tặng kèm theo một bơ dừa. Mọi người hãy ủng hộ phiên like của chúng tôi nha. Đây là nước mắm Hương Việt, giá là 45.000 và đã được tặng thêm một cái bát. Mọi người mau mau đến ủng hộ đội của chúng tôi nha. Mọi người hãy nhìn chai dầu hào này, cái chai dầu hào này có giá là 45.000. Đây là bao tay, găng tay để chúng ta làm việc nhà rất là hữu ích. Chỉ có giá 15.000, chỉ có giá 15.000 trong phiên live hôm nay. Mọi người hãy mau đến cổ vũ và mua hàng cho chúng tôi nhé. Đây là găng tay hợp thành, sốt gà chiên, nước mắm có giá là 95k. Và đây là Việt Coco, nước dừa tươi để bôi bổ cho cơ thể. Mọi người hãy mau đến và ủng hộ. Đây là dầu ăn của Việt Coco, dùng để chiên xào nấu, mùi rất thơm, giá 65.000. Đây là dầu ăn tốt cho sức khỏe, rất cần trong các cái bữa nấu ăn của gia đình. Chúng ta chỉ còn 30 giây của đội xanh lên, cho nên đội xanh nhanh nữa lên, nhanh nữa lên. Đây là nước cốt dừa với giá là 25.000. Mà mọi người hãy mua nước cốt dừa về để làm các cái món chè, món ăn của gia đình. 3, 2, 1, hết giờ. Tập trung tiền vào đây, nào, nhanh. Quý vị khán giả thân mến, đây là số tiền bán hàng được của đội xanh. Bây giờ sẽ là 5 phút bán hàng của đội đỏ, xin mời. Xin chào tất cả mọi người, xin giới thiệu mọi người. Đây là mì sợi tươi giòn giòn, 40k một gói. Mua 1 tặng 1 cả nhà mình ạ. Được tặng thêm 1 tẩm gia vị. Một thùng này là 120 gói, có 4 gói ạ. Xin mời cả nhà mình chốt đơn ạ. Mua ngay trong tại phiên live ngày hôm nay. Đây là giá khuyến mại nhất. Giới thiệu với cả nhà mình, trên tay em là đôi găng tay cao su 15k một gói ạ. Găng tay này dùng để mình rửa bát rất là có ích ạ. Với 15k mình nhận về tay một đôi găng tay này. Xin mời mọi người chốt đơn ạ. Nhanh tay chốt đơn cả nhà mình ơi. Tại phiên live ngày hôm nay chỉ có giá 15k. Xin giới thiệu cả nhà mình, đây là nước cốt dừa Việt Coco. Nước cốt dừa Việt Coco này dùng để nấu chè hoặc là xôi ạ. Rất là có ích ạ. Được thiết xuất từ thành phẩm thiên nhiên là nước cốt dừa. Chỉ với 25k tại phiên live ngày hôm nay. Hôm nay là chương trình khuyến mãi đặc biệt cho nên là mới một nước cốt dừa có 25k thôi ạ. Cả nhà mình nhanh tay chốt đơn cả nhà mình ơi. Xin giới thiệu cả nhà, đây là sữa tươi Việt Coco. Sữa tươi này được chiết xuất thành phần thiên nhiên, có 3 vị, vị trà, vị chanh muối này, dưa hấu và sô-cô-la. Chỉ với 12k một lọ tại phiên live ngày hôm nay, giá tri ân như cả nhà mình chỉ với 12k một lọ. Hôm nay là chương trình đặc biệt nên mới có giá tri ân như cả nhà mình ạ. Mong mọi người nhanh tay, nhanh tranh thủ chốt đơn cả nhà mình nhé. Không lại hết giờ vàng là không còn 12k. Xin giới thiệu cả nhà mình, đây là nước tương đậu nành ạ. Được chiết xuất từ đậu nành thiên nhiên ạ. Chỉ với 25k một chai nước tương đậu nành Johnny Mac. Mọi người tranh thủ chốt đơn đi, không hết giờ vàng sẽ không có cái giá này đâu ạ. Chỉ với 25k chai nước tương đậu nành ạ. Xin giới thiệu cả nhà mình tiếp theo, sản phẩm là dầu dừa tinh khiết Việt Coco. Mua 1 tặng 1 cả nhà mình ơi. Với 75k một lọ dầu dừa tinh khiết Việt Coco, được tặng thêm một lọ bơ dừa của hãng Việt Coco ạ. Chỉ với 75k mua 1 tặng 1, được khuyến mãi tại phiên live ngày hôm nay. Cả nhà mình tranh thủ, các mọi người tranh thủ chốt đơn đi ạ. Tiếp tục là sản phẩm dầu hào của Cholimex ạ. Chỉ với giá 25k một chai dầu hào Cholimex. Hôm nay tại phiên live ngày hôm nay giá tri ân cho mọi người chỉ với giá 25k dầu hào của hãng Cholimex ạ. Dầu hào này được chiết xuất từ thành phần tự nhiên ạ, rất tốt cho sức khỏe ạ. Tiếp tục em lên sản phẩm tiếp theo, đó là gà chiên nước mắm, sốt gà chiên nước mắm của Cholimex 95k. Tại phiên live ngày hôm nay chỉ với 95k, cả nhà mình nhận về tay một hộp sốt gà chiên nước mắm Cholimex ạ. 35k được nhận về tay một gói một bánh bò sốt ạ. Giá rất là rẻ, giá ưu đãi, giá khuyến mại cho sản phẩm này tại phiên ngày hôm nay. Cả nhà mình nhanh tay tranh thủ chốt đơn cả nhà nhá. Nào, chúng ta hãy đếm ngược nào. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Tập trung tiền. Cảm ơn đội đỏ. Quý vị khán giả thân mến, quý vị, theo quý vị thì chúng ta sẽ đếm số tiền của đội nào trước? Hả? Đỏ. Đội đỏ trước, vâng, thế này nhiều người hơn. Vậy thì chúng ta sẽ đếm tiền của đội đỏ.
200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 802, 804, 806, 808, 900, 902, 804, 906, 908, 1 triệu, 1 triệu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 30, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 35, 36, 37, 37, 38. 1.380.000 là số tiền bán hàng được của đội đỏ. Có lẽ ta không cần phải đếm nữa đâu. 200, 300, 400, 500, 2, 4, 6, 8, 10, 500, 650, 700, 704, 706, 707, 708, 709, 790.000 là số tiền bán hàng được của đội xanh. Vậy thì ta đã chọn ra đội thắng cuộc của game 3 rồi chứ ạ. Chúc mừng đội đỏ đã thắng game 3. Sau đây chúng tôi xin mời nhãn hàng Chule Make Food sẽ trao quà cho đội thắng cuộc game 3 vừa rồi. Xin mời. Một lần nữa xin cảm ơn nhãn hàng Chule Make Food đã trao quà cho đội thắng game 3 vừa rồi. Và bây giờ xin mời găng tay cao su Hợp Thành sẽ chọn một vị khán giả. Đại diện cho tổ 2, tôi xin chọn chị mặc áo màu xanh. Xanh, đúng rồi chị. Bế cả con vào đây. Vâng, xin mời một phần quà của nhãn hàng găng tay cao su Hợp Thành. Đã. Một lần nữa xin cảm ơn nhãn hàng găng tay cao su Hợp Thành. Cảm ơn em. Sau đây xin mời ban quản lý chợ sẽ lên đây ạ. Thay mặt những người làm chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới ban quản lý chợ cũng như chính quyền địa phương tại chợ Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ đã giúp đỡ cho chúng tôi ghi hình thành công tại chợ. Một lần nữa xin cảm ơn anh. Và sau đây là tất cả những phần quà của các nhà tài trợ xin gửi tặng tới anh. Gửi tặng anh. Và nếu anh không cầm được, anh khoác cái này giúp em. Đây là một phần quà của nhãn hàng găng tay cao su Hợp Thành gửi tặng anh. Và một lần nữa xin cảm ơn anh rất nhiều. Xin chúc mừng Nguyễn Thị Hồng Ngạm nữa đấy. Vâng, mời chị vào đây. Chúc mừng người có tên là Thảo, số điện thoại 0774, 3 số cuối là 443. Chúc mừng chị Hường, số điện thoại 0967, 3 số cuối 331. Xin mời người có tên là bà Bung hay bà Bủng ấy. Vâng, vâng, vâng. Xin mời nhãn hàng găng tay cao su Hợp Thành sẽ trao quà cho 4 vị khán giả may mắn. Trong đây gồm mũ bảo hiểm, dây chun để buộc tiền, mấy chục đôi găng tay để rửa bát, lau nhà. Một lần nữa xin cảm ơn nhãn hàng găng tay cao su Hợp Thành. Và bây giờ sẽ là bảng 5 triệu đồng bao gồm quà để tặng cho đội Á quân ngày hôm nay. Xin mời. Sau đây chúng tôi xin mời nhãn hàng Chule Make Food sẽ trao quà cho đội Á quân ngày hôm nay. Xin mời. Một lần nữa xin cảm ơn nhãn hàng Chule Make Food đã trao quà cho đội Á quân. Tiếp theo chúng tôi xin mời nhãn hàng găng tay cao su Hợp Thành sẽ lên trao quà cho đội Á quân. Xin cảm ơn nhãn hàng găng tay cao su Hợp Thành nâng niu đôi tay bạn đã trao quà cho đội Á quân. Cảm ơn anh rất nhiều.
Và tiếp theo sẽ là bảng 10 triệu đồng bao gồm quà để tặng cho đội quán quân ngày hôm nay. Chúng tôi xin mời nhãn hàng Việt Coco sẽ lên trao quà cho đội quán quân. Xin mời. Một lần nữa xin cảm ơn nhãn hàng Việt Coco Tinh Hoa Dừa Việt đã trao quà cho đội quán quân ngày hôm nay. Tiếp theo chúng tôi xin mời lên sân khấu nhãn hàng bột trộn sắn Mico Hương Xưa sẽ trao quà cho đội quán quân. Xin mời. Một lần nữa xin cảm ơn nhãn hàng bột trộn sắn Mico Hương Xưa đã trao quà cho đội quán quân. Cảm ơn anh rất nhiều. Quý vị khán giả thân mến, chương trình được ghi hình tại chợ Phong Châu đến đây là hết. Chương trình do công ty truyền thông Big Vision phối hợp với báo Thanh Niên thực hiện, được phát sóng vào lúc 11:40 chủ nhật hàng tuần trên các kênh Thanh Niên Online, YouTube báo Thanh Niên, Fanpage báo Thanh Niên và TikTok báo Thanh Niên. Một lần nữa, chúng tôi xin cảm ơn các nhà tài trợ, nhãn hàng Cholimex Food thuộc công ty cổ phần thực phẩm Cholimex, nhãn hàng bột trộn sẵn Mico Hương Xưa thuộc công ty liên doanh bột quốc tế, nhãn hàng Việt Coco Tinh Hoa Dừa Việt thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến dừa Lương Cuối. Và chúng tôi xin cảm ơn nhà tài trợ phụ, nhãn hàng găng tay cao su Hợp Thành nâng niu đôi tay bạn. Một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.